trình tin tức thời sự bình luận với luật sư chủ thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi thì tối hôm nay ngay tại đất thánh Jerusalem và nước Israel đã hứng chịu một cuộc tấn công từ Iran thưa quý vị và phía Iran đã thực hiện lời hứa thông qua chiến dịch lời hứa thật tiếng Anh gọi là Real Promise như đã hứa với quốc dân đồng bào thì hội đồng an ninh quốc gia tối cao của Iran đã ra quyết định không tập và tấn công bằng máy bay không người lái tự sát tên lửa hành trình tên lửa tầm trung vân vân và tên lửa tầm xa vân vân thưa quý vị vị trí địa lý giữa Iran và nhà nước Do Thái lên tới hơn 2.000 km thưa quý vị. Cho nên việc không tập có thể nói diễn ra hết sức khó khăn. Và bên phía Iran cho biết rằng đây là một cuộc chiến tranh hay không tập giới hạn và đã kết thúc thưa quý vị. Tức là sau đợt bắn tổng cộng là có 100 máy bay UAV không người lái tự sát Shahed 125 cùng với các tên lửa khác tổng cộng là có 100 tên lửa và 100 máy bay tự sát không người lái Shahed 125 và cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm và có thể nói rằng uh, cuộc tấn công theo như phía Iran cho biết rằng là cần trừng trị, trừng phạt những tội ác của Israel và thực hiện theo điều 51 của liên trường Hiệp Quốc tức là sử dụng quyền tự vệ thưa quý vị và đã yêu cầu phía Hoa Kỳ cần phải tránh xa ra cuộc xung đột giữa Israel và Iran thưa quý vị. Và bên phía Hoa Kỳ thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng à Hoa Kỳ Lloyd Austin đã có cuộc gọi đồng cấp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng à Israel và yêu cầu nếu Israel trả đũa hoặc là có quyết định trả đũa hoặc là tấn công Iran thì phải báo trước cho phía Hoa Kỳ thưa quý vị. Đó là yêu cầu của phía Hoa Kỳ. Và để tiếp trợ cho phía Israel, nhà nước Do Thái thì phía Hoa Kỳ đã điều đến hai tàu khu trục, trong đó có hệ thống radar phòng không Aegis nổi tiếng trên thế giới với tầm quét lên tới 1.000 km và có khả năng tấn công nhiều mục tiêu khác nhau. Trong đó có tên lửa SM-3 phòng không rất tốt và đã giúp cho phía Israel bắn hạ hơn 100 mục tiêu cùng với bên phía nước Anh thưa quý vị và phía nhà nước Do thai đã cảm ơn các đồng minh của mình trong khi đó thì nhiều nước đã lên án nhà nước Cộng hòa hồi giáo Iran đã đổ dầu vào lửa vân vân thưa quý vị nhưng như đã nói nhà nước Cộng hòa hồi giáo Iran cho biết họ chỉ tự vệ và cuộc tự vệ theo ngôn từ của phía nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là đã kết thúc và họ sẽ tiếp tục nếu bị tấn công là họ sẽ trả đũa tiếp tục thưa quý vị nhưng giọng điệu thì có vẻ là không muốn uh, cuộc xung đột giữa nhà nước Do Thái và nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đẩy lên một tầm cao mới gây ra một sự chia phe sáu trộn ở khu vực trung đông thưa quý vị. Nói chung ở trung đông thì có nhiều đồng minh của Hoa Kỳ nhưng mà cũng có nhiều kẻ thù của Do Thái trong đó chúng ta cũng đã nói tới 23 quốc gia Hồi giáo thưa quý vị. Thì tình hình rất là căng thẳng và phía do Thái thì đã báo động một cách kịp thời như đã nói là khoảng cách quá xa khiến cho những máy bay không người lái UAV của Iran coi như phải mất hơn 8 tiếng đồng hồ bay từ Iran đến để tấn công do Thái thưa quý vị và với cái khoảng cách trên 2.000 km như thế thì nhiều mục tiêu chưa chắc đã bị đánh trúng và khắp nước Do Thái phía Bắc, phía Nam đều hú còi báo động và đã bắn hạ rất nhiều. Như đã nói là họ đã khá thành công trong việc ngăn chặn cuộc không tập bằng đường không của phía Iran. Trong đó thì có hệ thống vầm sắc nổi tiếng Iron Dome, rồi Shield Dome, vân vân thưa quý vị chứng tỏ năng lực phòng không của do thái rất tốt và phía quân đội hoa kỳ thì khỏi nói cũng đã chứng minh năng lực vượt trội so với khả năng tấn công của iran và tình hình hết sức căng thẳng và tổng thống phía hoa kỳ ông joe biden cũng đã lên tiếng và coi như đây là một chiến thắng cho mở ngoặt kép Do Thái và Hoa Kỳ cùng với đồng minh thưa quý vị Và đã có những lời răng đè rồi với Iran Và tình hình có vẻ muốn đẩy cuộc xung đột lên cao Theo một cái ý đồ gian xảo, gian trá nào đó thưa quý vị Từ chuyện nhỏ sẽ thành chuyện to Từ chuyện to sẽ thành ra cuộc chiến tranh Phe phái, phe này đánh phe nọ nhàn nhóm lò lửa chiến tranh. Ở vùng đất Trung Đông thì cũng không thiếu những cuộc thánh chiến chống Hồi giáo diễn ra 7-8 lần và thiệt hại hàng triệu nhân mạng thưa quý vị. Cho nên các quốc gia Hồi giáo họ dè dặt trong cái việc đối đầu với bên phía nhà nước Do Thái, một nhà nước ai cũng biết là nơi đất thánh sinh ra giê Vì đó gọi là giê Salem thưa quý vị. Hay còn gọi là Holy Land Và để bảo vệ đất thánh thì các con chiên của Chúa Của các đạo mà theo Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo vân vân Cho nên họ rất cuồng đạo thưa quý vị Và cuồng Hồi giáo cộng với là cuồng Thiên Chúa Giáo, cuồng Do Thái Giáo thì các đạo giáo này chắc chắn sẽ đánh nhau đẫm máu như hàng trăm năm qua. cho nên uh, Liên hiệp quốc đã kêu gọi uh, các bên cần kiềm chế thưa quý vị. nhưng mà phía Iran cho biết rằng là tội ác của do thái đã không được cắt trước lên án nhiều lần. chẳng hạn như vụ giết tướng Soleimani của Iran phía Hoa Kỳ thì cho rằng vị trung tướng này là một tên mở ngoặc kép khủng bố đóng ngoặc kép thưa quý vị và đã tiêu diệt và lần này thì cuộc xung đột đẩy lên khi phía nhà nước do thái cho rằng là trung tâm tác chiến quân sự của Iran nằm kế bên tòa đại sứ của Iran tại Syria cũng là một ổ âm mưu tấn công khủng bố nhà nước do thái vân vân cho nên cần phải ra tay trước mở đường f 35 cùng với sáu tên lửa đối đất bắn sang bằng và đã giết 16 người trong đó có hai vị chuẩn tướng cùng bảy sĩ quan cấp tá vân vân rồi đó là lý do tại sao cuộc không tập đã diễn ra với cái chiến dịch mang tên lời hứa thật. Phía Iran thì cũng bị áp lực rất lớn từ trong nước ra tới các đồng minh của Iran thưa quý vị, phải hành động để trả đũa, trả thù.